Bộ Y tế, bệnh ma bắc là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus ma bắc gây ra. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao 50 đến 88%. Bộ Y tế nhắc địa phương lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trên cả nước và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh ma bắc. Bộ Y tế cho biết, ma bắc là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus ma bắc gây ra, ổ chứa tự nhiên là loài dơi ăn quả bệnh có thể lây truyền từ động vật, rơi, động vật linh trưởng sang người. Bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể, nước tiểu, mồ hôi, nước bọt, chất nôn, sữa mẹ, tinh dịch hoặc với môi trường vật dụng bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người mắc, chết do virus ma bắc. Thời gian ủ bệnh của bệnh ma bắc từ 2 đến 21 ngày. Người bệnh khởi phát với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó có thể xuất hiện tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, xuất huyết. Hiện bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Bộ Y tế nhấn mạnh, đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao, 50% có thể lên tới 88%. Bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm của nước ta. Để chủ động phòng chống dịch bệnh ma bắc không để lan truyền vào Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo và các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur thực hiện các hoạt động cụ thể như sau: Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Y tế tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh tại cộng đồng và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để điều tra dịch tễ, lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày, đồng thời phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur lấy mẫu để xét nghiệm chẩn đoán, quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Các đơn vị cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, không để lây nhiễm cho nhân viên y tế cũng như lây lan trong cộng đồng song song với đó tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về các biện pháp phòng chống chăm sóc điều trị đặc biệt lưu ý về công tác phòng chống nhiễm khuẩn các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại địa phương không để bị động sẵn sàng thuốc trang thiết bị nhân lực kinh phí để triển khai các biện pháp thu dung điều trị phòng chống dịch các đơn vị thực hiện nghiêm việc thông tin báo cáo giữa các tuyến cơ sở y tế đặc biệt khi ghi nhận ca bệnh nghi ngờ sau thông tin về truyền thông các cơ quan báo đài cần chủ động đưa tin kịp thời về tình hình dịch bệnh các biện pháp phòng chống để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh đối với các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur bộ y tế yêu cầu cần hướng dẫn tập huấn hỗ trợ địa phương về giám sát và các biện pháp phòng chống lấy mẫu vận chuyển mẫu bệnh phẩm an toàn tiếp nhận mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định bệnh ma Bắc từ các địa phương Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm chẩn đoán xác định bệnh ma bắc. Các đơn vị cũng cần ra soát, củng cố đội phản ứng nhanh tại đơn vị, sẵn sàng đáp ứng khi ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc tại các địa phương nếu có.